Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây chúng tôi xin được công bố giải thưởng thí sinh được khán giả yêu thích nhất bằng cách bình chọn thông qua số điện thoại 1900 1742 hoặc nhắn tin vào số 8313. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất, đó là thí sinh mang số báo danh 23 Nguyễn Thùy Lâm. Xin bây giờ kính mời ông Vũ Thanh Sang, giám đốc marketing của City Group lên sân khấu để trao giải thưởng thí sinh được khán giả yêu thích nhất tới thí sinh Nguyễn Thùy Lâm, số báo danh 23. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thùy Lâm và xin được cảm ơn ông Vũ Thanh Sang. Và tiếp theo đây, và thưa quý vị, còn một giải thưởng phụ nữa, đó là giải thưởng Hoa hậu ứng xử hay nhất. Đối với cả 5 câu hỏi đều rất trọn vẹn cho phần thi vừa rồi, thì chúng ta sẽ chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Thùy Lâm, số báo danh 23, với danh hiệu Hoa hậu ứng xử hay nhất. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Hoàn Vũ lên sân khấu để trao giải thưởng Hoa hậu ứng xử hay nhất cho thí sinh Nguyễn Thùy Lâm, số báo danh 23. Quý vị, và bây giờ thì chúng ta đến với hệ thống giải thưởng phụ của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Và đầu tiên, chúng tôi xin được chúc mừng cho người đoạt giải Người đẹp biển. Thưa quý vị, đó là thí sinh mang số báo danh 120 Phạm Thị Hương. Vâng, và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu ông JL Lingeswara, Phó Giám đốc Khối Thương mại Vietjet Air sẽ lên trao giải thưởng Người đẹp biển. Xin được trân trọng kính mời. Phạm Thị Hương, số báo danh 120, chiều cao 1m74, cân nặng 52kg và số đo bao vòng là 78, 63 và 93. Thí sinh Phạm Thị Hương, số báo danh 120, chiều cao 1m74, cân nặng 52kg, chỉ số hình thể 78, 63, 93. Và hãy cùng chúc mừng cho thí sinh đạt giải Người đẹp biển là một cô gái có làn da có vẻ đẹp rất biển. Hên Nghĩa, số báo danh 424. Cùng chào đón phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 424, Hờ Hèn Nghê. Và đang di chuyển bước đi trên sân khấu là thí sinh Hờ Hèn Nghê, số báo danh 424. Love you and me.
giải người đẹp áo dài đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô mang trong mình nét đẹp hiện đại của thành phố, năng động, hội nhập. Cô rất yêu thích thành phố này vì ở đó có gia đình, bạn bè và những người mà cô yêu quý. Giải thưởng Best Body xin được chúc mừng thí sinh tới từ Tây Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314, bộ tài tử Tây Ninh. Trên sân khấu ngày hôm nay chính là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Giải tiếp theo, người đẹp thời trang xin được gọi tên thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh, số báo danh 579. Đêm thử thách với mình, tại vì đây là lần đầu tiên mà Hạnh diễn 5 nhà trong một tối luôn. Hạnh mang một nguồn năng lượng rất là tươi trẻ và mình tự tin bản thân làm tốt vai trò first play cho bộ sưu tập lần này của mình. Làm người mở màn cho bộ sưu tập của anh Brian Võ, mình không còn cảm giác hồi hộp mà mình muốn được thể hiện nét đẹp của cái đôi cánh của bộ trang phục. Em cảm thấy là chúng ta đã hoàn thành một buổi gọi là chạy show liên tục.